Cua đó, cua biển nó chạy, cua nó chạy đó các bạn, không biết loại cua gì đó, 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 đó. Nên thôi. Nó đang ở trên cạn, cái này đẹp nè các bạn, nó ở trên cạn rồi, đó, dễ quay quá. Ồ, cái này lại càng đẹp nữa nè các bạn, đó, ô da. Cái này đẹp quá đi. Sáng nay mình định xuống bơi, tắm biển buổi sáng, nhưng mà thức dậy thì thấy cái biển, nước biển nó đã rút xuống hết rồi. À, không thể nào tắm được, bây giờ thấy toàn là đá không. Thế mình đi dạo dạo vòng quanh quanh cái khu này để mà coi coi có những cái loại gì đặc biệt để mà cho các bạn xem nha. Oh, cảnh biển trên đây rất là đẹp các bạn. À, buổi sáng ngó rất là đẹp. À, có một ngọn núi gì, một dãy núi dài, cái dài dọc dọc theo biển. Bởi vì là nước cạn nên không có ai hết. Mình không phải là cái dân miền biển, nhưng mà thấy có đây những con cua mà nó đen thui mà nó nhát các bạn. Cua này ngó từ xa thì nó đã nhà chạy mất tiêu. Không biết cái loại cua gì mà tại vì mình đang không phải. Các bạn thấy đó, cua nó đen thui mà mà bước vài bước là nó chạy mất tiêu. Các bạn ở miền biển thì dễ biết quá rồi, con dễ biết con cua này là con cua gì rồi. Nó bò đi đó các bạn. Đó là loại cua mà mình thấy được đó. Đó. Cái loại cua này nhiều lắm các bạn, khắp nơi nè. Nhưng mà nó nhát lắm. Đi gần gần tới là nó chạy mất. Đó. Cái gì đẹp quá các cua bạn. Ồ, xa quá không quay được. Đây đó, cá đó các bạn. Ồ, cá đẹp á. Wow. Đẹp quá các bạn. Đó. Các bạn đang xem những loài vật biển ở Hawaii, Kauai. Kauai là một cái hòn đảo mà còn hoang dã các bạn. Nó không có đông đảo dân như các hòn đảo khác của Hawaii. Nhưng mà ở đây rất là đẹp. Ô, con cá này đẹp quá các bạn. Không biết cái gì. Các bạn nào ở biển thì dĩ nhiên biết con cá này rồi. Nhưng mà mình không biết, nhưng mà thấy con cá này quá đẹp. Wow. Đẹp quá các bạn. Đó. Cá này đẹp quá đi. Các
Có các bạn nào biết con cá này con cá gì không? Nó quá đẹp đi. À, ở đây là cái bãi biển rất là đẹp ở Kauai các bạn. Nè đây là đang này các bạn đã thấy này. Đó, xung quanh nó là núi nó bao bọc biển. Rất là đẹp. Bây giờ là buổi sáng khoảng 8 giờ rưỡi gần 9 giờ ở giờ của Kauai. À, mình sẽ quay một số các loại cá khác cho các bạn xem nha. Đây là loại cá thứ hai mà mình thấy được ở biển này. Ồ, cá này cũng đẹp nữa nè các bạn. Đó. Đây, đây, đây đó. Ồ, nó chung vô đó, chung vô hang rồi. Đây. Wow. Ồ. Rồi, các bạn thấy nữa đó, một con cá đẹp nữa đó. Đó. Wow. Wow. Ở biển này có nhiều loại cá cũng quá đẹp các bạn. Đó, một con cá đẹp nữa đó. Cá này là bắt về mà nuôi nó trong cái hồ cá của gia đình thì chắc là đẹp lắm đó các bạn. Cá này thì ok thôi. Thiệt là ở đây là rất có nhiều loại cá đẹp nên nó cái biển này nó bơi nó giống như trong cái hồ cá mình nuôi vậy các bạn. Ở đây những hồ cá này lại càng đẹp nữa nè các bạn đó. Ô da. Ô cái mũi nó ô quá đẹp. Ô khó quay quá, nó chả lẹ quá. Ồ, cá đẹp quá, cái mũi nó nhỏ, mũi thì nó dài. Ồ, đẹp quá các bạn ơi.